Xin chào các bạn, xin chào mọi người đã đến với kênh Chile TV Cuộc Sống Của Tôi. Ngày hôm nay mình cùng với mẹ ghé vào đường Hải Thượng Lãng Ông ở gần Bưu Điện quận 5 này nha các bạn. Ở đây đang treo bán rất là nhiều mặt hàng chuẩn bị để cho ngày Tết này nè. Nhìn thật là nôn nao phải không nào các bạn ơi. Mời các bạn và mọi người cùng theo chân hai mẹ con mình nha. Thank you.
là cái đình nhỏ dẫn vào con đường về nhà mình nè các bạn ơi. Ở đây cũng đang trang trí những lồng đèn, đèn hoa rất là đẹp, phải không nào các bạn? Ôi Tết gần đến rồi, thật là nôn nao ghê. Thì thôi, video của mình đến đây xin được kết thúc nha. Cảm ơn các bạn và mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn và mọi người thấy thích video này, xin hãy nhớ đăng ký kênh và like, chia sẻ giúp mình nha. Mong được sự ủng hộ của các bạn và mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại ở những video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.